Nếu chỉ vì chân tình mà đời ta nhiều lúc khóc cũng phũ phàng, lặng nghe tim nhói đau với nhiều ưu phiền càng thêm chán ngán. Vẫn xin là chính mình bằng tình yêu nồng thắm chấp nhận bẽ bàng, bằng tình yêu thiết tha vượt qua khó khăn, vượt qua bóng tối. Lòng mình dối chân tình như ước mơ, với tất cả chiều mến đem lại hạnh phúc đắp xây, ước mong đời nhau sẽ thêm thật nhiều niềm vui tiếng cười. Lòng mình mãi chân tình mãi hướng lên, chẳng bao giờ để yêu là còn bất hiếu. Còn bất hiếu gì đã không thừa kế được sự độc ác của mẹ. Con sẽ chuyển ra ngoài sống một thời gian. Cả mẹ và con cần phải có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ lại. Bây giờ có thể con sẽ hận mẹ, nhưng sau này con sẽ hiểu mẹ. Mẹ làm tất cả vì con thôi. Dù có thể rất lâu đi chăng nữa, dù mẹ có phải chờ cả cuộc đời mẹ, cho tới khi mẹ chết đi, con vẫn chưa hiểu được mẹ. Mẹ vẫn phải làm như vậy để mẹ bảo vệ con, thứ con gái hoang dã và tầm thường như vậy không đem lại những điều tốt đẹp cho con đâu. Sao mẹ có một chút băn khoăn khi đứng giữa mẹ và cô gái ấy? Con chống đối lại mẹ, con nói những lời khó nghe với mẹ. Không lẽ lúc con quyết định rời khỏi mẹ, lòng con chẳng đau đớn chút nào hay sao? Mẹ nuôi con suốt bao nhiêu năm chỉ là nhận được sự phũ phàng đẻ hay sao? Được rồi, không thể chờ đợi sự ý thức quay trở lại của con, thì xem ra mẹ phải hành động thôi. Em uống nước đi. Uống mấy viên thuốc hồi chiều, sao tự dưng em thấy buồn ngủ quá à? Mà sao giờ này chị Hiền Mai chưa về nữa? Liệu có chuyện gì xảy ra không anh? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Thì hồi nãy á, chị Hiền Mai nhắn tin cho em, nói là đang trên đường về. Em còn lo lắng gì nữa? Em á là phải ngủ thiệt nhiều. Em phải ngủ sớm nè, để cho tinh thần thật là sảng khoái, có sức khỏe nhiều, để tốt cho em và còn tốt sức khỏe cho con ở trong bụng nữa. Anh sẽ không bao giờ ân hận vì đã yêu em chứ? Em á, mà nói những lời như vậy riết á, anh giận em luôn á. Tự nhiên em lại có cảm giác sợ mất anh. Em biết anh quyết định dọn khỏi nhà để tới đây sống với em cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Chỉ vì em mà anh lâm vào tình trạng khó xử như vậy nè. Em không phải là lỗi của em đâu. Người mà đặt anh vào tình thế khó xử như thế này á là mẹ anh.
Tuy thực sự là anh không hoàn toàn thoải mái khi rời xa mẹ và sống chung với em, nhưng mà anh sẽ không bao giờ hối hận vì những gì anh đã làm. Vì anh biết những điều anh làm nó sẽ rất cần thiết đối với em. Em nè, chúng ta sẽ có một gia đình rất là chuẩn mực. Anh và em sẽ yêu thương nhau hết mình nè, chăm sóc cho nhau và quan tâm tới nhau, chia sẻ cho nhau tới tận đáy lòng luôn. Anh á, anh còn suy nghĩ là chúng ta sẽ viết một quyển sách rồi nói về hạnh phúc gia đình, chắc chắn là sẽ đoạt được giải bestseller cho mà coi. Anh hứa với em, dù hoàn cảnh có sao đi chăng nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em suốt đời. Anh Minh! Dân! Dân, Dân ngồi đây nè. Mình có điều này nhất định hôm nay phải nói cho Dân biết. Thôi, anh Minh đừng có nói, nói ra ngại lắm. Không lẽ là Dân không biết mình có tình cảm với Dân hay sao? Mình luôn chú ý đến Dân, quan tâm Dân và muốn được ở bên cạnh Dân. Thật sự là mình rất thích Dân. Ba! Trời ơi, tôi có cái gì lạ tai phồn. Kỳ lắm. Trời ơi, tôi mới nghe Dân, cái gì lạ tai phồn. Không lẽ là Dân nghĩ mình thích Dân thiệt hả? Bộ tưởng thiệt hả? Đồ cũng có giới hạn thôi đúng không? Cho nên mình stop ở đây. Không đùa nữa. Không đùa nữa. Bữa giờ nghe tụi bạn nói là Dân thích Minh. Dân thích Minh thích hả? Minh hả? Mình nghĩ là tụi nó giận chuyện thôi. Ai ngờ đó là sự thật. Dân nghĩ coi, làm sao mà Minh có thể thích một người vừa lùng, tóc thì vừa xấu nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đã vậy không được xinh đẹp mà còn ham ăn nữa chứ. Ham ăn. Tiện đây mình cũng muốn báo cho Dân biết. Thông báo. Mình đã có người thích rồi. Người đó rất xứng đáng với mình. Xứng đáng với mình. Đó là Duyên. Mọi người nói đúng rồi đó. Dân lùn quốc tế rất thích mình. Mọi người thử nghĩ coi, có phải tức cười đúng không? Mắc cười quá à. Sao lại có giấc mơ kỳ lạ vậy ta? Nữ tính làm gì mà mang túi xách ra ngoài giờ này vậy ta? Hay là hôm qua cãi cọ với mẹ mình và mợ Tuyền nên bỏ nhà đi? Đi này, hư quá đi. Cái gì vậy? Tự nhiên sáng sớm làm trò. Ra đó coi. Chị làm gì vậy? Tự nhiên sáng sớm ra đây chặn đường em là sao? Mặt mày làm gì căng thẳng vậy? Bộ biết chuyện nào hôm nay có động đất hay sóng thần gì hả?
bộ nữa. Giả bộ cái gì? Em tưởng chị em làm chị không biết hả? Em á, muốn người ta không biết á, chừng em đừng có làm nghe chưa. Chị, còn nếu mà em làm chuyện gì chị cũng biết hết á. Chị Rình hả? Vừa phải thôi chứ. Ủa mà em làm cái gì mà chị nói vậy hả? Em á, em không biết mình làm chuyện gì hả? Chứ cái này là cái gì, cái này là cái gì hả? Ê ê ê ê ê ê, cô Trần, chị làm gì? Đồ quan trọng không đó. Em muốn bỏ nhà đi đúng không? Em tưởng chị không biết hả? Trời đất ơi, dẫu tưởng tượng quá ha. Em muốn bỏ nhà đi á, thì em sẽ đường đường chính chính ra khỏi nhà này, chứ mất mới đi vào nhà này. Chị không tin. Nếu không phải á, em bỏ nhà đi á, sao mang túi sách lớn vậy? Chị không cho em đi đâu. Ê, đi vô. Dù á, chị cũng không đồng tình chuyện mẹ chị và mợ áp đặt em, nhưng mà chị không cho em bỏ nhà đi đâu. Trời ơi, khổ quá đi bà Lùng ơi. Đi đây. Nè. Té vợ. Hay quá, đồ của em đâu mà đồ của em? Đây là đồ của thằng bạn, nó gửi từ bên Mỹ về cho người thân của nó. Từ từ chờ chút. Đó, thấy chưa? Đồ này là đồ quan trọng. Chị làm lỡ có chuyện gì sao đền nó nổi. Cái này cái gì vậy? Ngộ quá à. Ê, cái máy chụp hình. Máy chụp hình hả? Ờ. Chụp cho chị đi. Hả? Chị làm kiểu á. Để chút, để chút. Rồi làm dán xong đi. Xong chưa? Xong rồi, nhanh đi, nhanh đi. Xin lỗi nghe, cái máy này của người ta chứ không phải của mình, không có chụp được đâu. Chị biết cái này nhiêu tiền không? Chụp hình đi. Đã nói là không có được, em phải chạy ra đưa cho người ta gấp. Người thân của nó từ Hà Nội vô đây, rồi phải bay lên Đà Lạt liền nữa. Lỡ người ta chờ đợi rồi trễ giờ người ta nữa, đâu có được. Chị á, nhiều chuyện dễ sợ luôn vậy. Giống chụp á hả? Ừ. Vậy cho chị làm đi. Nhưng mà dù sao á, phòng còn hơn trống, biết không? Ừ. Chị tiếp tục theo dõi em nghe chưa? Ừ. Rồi, hết chuyện chưa? Hết lo lắng rồi phải không? Ừ. Đi lên ngủ tiếp đi. Lần đầu tiên thấy chị dậy sớm đó. Nhỏ mà chơi hổn, cốc đầu ta. Ngủ. Ủa, anh dậy sớm quá vậy? Đang ngủ, tự nhiên giật mình dậy nên anh dậy luôn. Nè, em thức nguyên đêm luôn đúng không? Ừ. Hai con mắt thâm quầng hết rồi kìa. Dạ. Tự nhiên đêm qua em ngủ không được. Em thức đánh bản thảo, định ngồi đánh máy. Tới khi nào buồn ngủ thì đi ngủ. Không ngờ lúc đó nhìn đồng hồ thì 4 giờ sáng rồi. Cho nên em thức làm điểm tâm luôn. Mà anh đói chưa? Em dọn cơm ăn ha. Ừ. Ờ, Hiền Mai nè. Dạ. Em làm việc suốt cả ngày vất vả rồi, đêm rồi không ngủ nữa. Như vậy rất là hại sức khỏe em biết không em? Cứ tiếp tục tình trạng vậy á, em thử nghĩ coi, em duy trì được bao lâu? Dạ em biết rồi. Em sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa, cho tới khi nào em có việc làm ổn định. Tại khả năng của em kém một chút, nên phải nhờ nỗ lực cố gắng hơn người chứ anh, mới đạt được thành công mà. Dù là vậy rồi, nhưng cũng không thể nào bán mạng để kiếm tiền được. Việc nỗ lực hết sức mình với lại dắt kiệt sức mình một cách không thương tiếc là hai điều khác nhau, em biết không? Em cứ nghĩ đi, tới một ngày nào đó ha, em có tiền, có tất cả, nhưng không có sức khỏe thì sao? Lúc đó sự thành công của em trở nên vô nghĩa đúng không? Dạ, em biết rồi. Dạ, em xin lỗi.
alo, Hiền Mai nghe. Alo, ai vậy? Dạ con nè mẹ. Gọi đây làm gì? Chừng nào chưa bỏ được con yêu tinh đó thì đừng gọi về nhà nữa. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Con xin phép mẹ cho con cưới Ngọc Quỳnh làm vợ. Mày dám nhắc một lần nữa trước mặt tao thì đừng có trách, nghe chưa? Nhất định mày muốn chọc cho tao tức chết mày mới về lòng, phải không? Tao nói là không bao giờ mà. Mẹ à, mẹ đừng có giày vò con như vậy nữa mà. Mẹ biết làm như vậy là con khổ tâm lắm không? Bây giờ dù mẹ có đồng ý hay không, ngày mai con cũng quyết định đưa Ngọc Quỳnh lên phường đăng ký kết hôn. Con đã làm như vậy rồi mà mẹ cũng không hài lòng là sao? Bây giờ mẹ muốn giữ lại con một cái xác không hồn đúng không? Nín nha, thằng khốn nạn. Mày giỏi lắm. Mày nói đúng rồi đó. Dù mày có là cái xác không hồn đi nữa, tao vẫn muốn giữ. Tao phải làm như vậy thì mày mới còn được sự trong sạch, chứ dính líu tới cái thứ người dơ bẩn như con nhỏ đó thì cuối cùng mày cũng trở thành người bẩn thỉu mà thôi. Bây giờ ý con cũng quá rõ rồi đó. Ý mẹ cũng quá rõ rồi. Con quyết định rồi, ngày mai con sẽ đưa Ngọc Quỳnh lên phường đăng ký kết hôn. Con xin lỗi vì không thể chờ được sự đồng ý của mẹ. Vậy nha mẹ. Không thể chờ đợi được nữa sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Tao cũng không thể chờ đợi được nữa rồi. Ngày mai sẽ đăng ký kết hôn phải không? Dạ. Được lắm. Vậy chuyện cần làm tao phải làm hôm nay thôi. Alo, chuyện gì vậy? Trời ơi, nó mới gọi điện thoại về nhà tức thì nè. Nó đòi tuyên bố ngày mai kết hôn với con nhỏ đó. Nó làm tôi tức muốn chết đây nè. Sao? Nó sắp đi Xuân Lộc rồi hả? Mà nó đi tới chiều tối mới về đúng không? Cậu chắc chắn chứ? Được rồi, cậu cứ ở đó đi, tôi chuẩn bị rồi sẽ tới liền. Yến. Xin lỗi Yến, Mai tới trễ. Yến chờ Mai có lâu không? Mình cũng mới tới thôi à. Nè, uống nước đi. Cảm ơn Yến. Buổi truyền hình trực tiếp triển lãm thời trang Hiền Mai có xem không? Mình có bộ sưu tập được tham gia đó. Tới chiều hôm qua trưởng phòng mới gọi điện thoại báo cho Yến biết. Yến mừng quá trời luôn á. Chúc mừng Yến nha. Hồi học ở trường á, Yến cũng rất có khả năng mà. Mai tin vào khả năng của Yến á. Mày lại còn dám nhắc tới chuyện ở trường nữa hả? Chỉ vì mày mà tao đã bị cướp đi mọi thứ. Tao ghét mày, tao hận mày. Trước giờ cũng có nhiều lúc Yến rất băn khoăn, bởi vì môi trường làm việc trong tập đoàn rất khắc nghiệt. Nhưng mà sau khi bộ sưu tập này được chọn, Yến hoàn toàn có khả năng tin tưởng vào bản thân của mình rồi. Mai biết không, chủ tịch còn khen Yến á trước toàn thể nhân viên nữa đó. Lúc đó hả, mặt của Yến hả đỏ bừng lên, ngại ơi là ngại luôn á. À, bữa trước á, bà chủ tịch có mời Yến về nhà chơi, hai cô cháu ăn cơm chung. Bà chủ tịch còn đòi gả con trai cho Yến nữa đó. À, Yến có nhiều hình chụp chung với chủ tịch lắm nè. Mọi chuyện như vậy là tốt quá rồi. Cứ theo đà này thì cơ hội thăng tiến của Yến sẽ rất lớn đó. Nhưng mà đáng tiếc quá,
bộ sưu tập của Hiền Mai lại không được chọn. Nhưng mà Yến thấy tức lắm nha. Yến thấy bộ sưu tập của Mai cũng khá tốt chứ, vậy mà cuối cùng không được chọn. Yến đừng suy nghĩ về chuyện này, Mai cũng đã quên rồi. Mày cũng giỏi lắm, nhất định mày phải đóng vai người tốt tới tận cùng sao? Hiền Mai nè, sắp tới á, mày đã có dự tính gì cho mình chưa? Tiết lộ một chút cho Yến nghe được không? Có dự tính gì lớn đâu Yến ơi. Trước mắt Mai vẫn đi làm tiếp thị sữa tắm thôi. Mai nhất định không bao giờ bỏ cuộc. Mai sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình, cho dù có chậm hơn người khác. Còn chuyện này nữa, Mai muốn nói với Yến. Mai thật may mắn khi được làm bạn với Yến đó. Yến đúng là một người bạn tốt. Đúng là chúng ta có duyên nợ với nhau. Mày nghĩ tao và mày gặp lại nhau là lương duyên sao? Không phải đâu cưng. Phải nói chính xác là ác duyên mới đúng. Một đứa không thể phân biệt nổi thật giả tốt xấu, thân sơ thất sở như mày, thì làm được chuyện gì trên đời này? Nếu có cách nào đó nhấn nút để mày biến mất, tao sẵn sàng làm mà không cần phải suy nghĩ lâu đâu. Mới ra ngoài chưa đầy 5 phút mà anh đã quay về rồi hả? Có phải là anh quên thứ gì rồi đúng không? Thiệt tình, làm gì có chuyện nhà báo đi tác nghiệp lại quên mang máy chụp hình, máy ghi âm chứ. Đợi em một chút em ra liền. Dạ con chào bác. Sao vậy? Không con trai tôi ở đây mà vẫn phải giả bộ hoảng hốt vậy sao? Xem ra vở kịch này đã được lập trình sẵn và trở thành phản xạ của cô rồi. Mà thằng Tiến Đạt đi Xuân Lộc tối mới về, còn bạn cùng phòng của cô cũng đi làm rồi mà. Chỉ còn tôi và cô. Hôm nay chúng ta sẽ nói những chuyện gì chúng ta cần phải nói. Câu chuyện của chúng ta dài hay ngắn, kết thúc có hậu hay không có hậu, là cũng nhờ do thái độ hợp tác của cô đó. Dạ bác cứ nói đi ạ, cháu xin lắng nghe. Những lời cô nói hôm trước ở nhà tôi đó, thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy mình cũng có phần quá đáng và đánh giá thấp về cô. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Thật sự cháu đã không nghĩ rằng may mắn lại mỉm cười với cháu như vậy. Cháu luôn mong bác sẽ suy nghĩ lại về chuyện của cháu và anh Tiến Đạt. Tất nhiên là tôi suy nghĩ lại, nên hôm nay tôi mới trực tiếp tới tận đây nè. Cũng như lần trước, tôi cũng sẽ là người ra giá. Còn cô có quyền trả giá bất cứ giá nào cô muốn. Thôi, cô đừng có buồn. Chỉ cần cô thấy cái thứ mà tôi sắp đưa cho cô, thì cô sẽ không bao giờ buồn bã gì nữa. Đây, tấm séc 1 tỷ tôi đưa trước cho cô. Sau khi cô giải quyết xong cái thai, tôi sẽ đưa thêm cho cô 1 tỷ nữa. Nếu cô không tin tôi sẽ viết cam kết. Sao? Vậy cô thấy vừa lòng chưa? Điều bác suy nghĩ chính là giá tiền thương lượng, chứ không phải là hạnh phúc của tụi cháu à. Thì đó, tôi phải suy nghĩ nát óc mới có thể ngã được cái giá, cái thứ mà cô gọi là hạnh phúc. Giá nào đối với cô là hợp lý? Tôi suy nghĩ kỹ rồi, giá này với cô hợp lý chưa?
Tôi nói với cô rồi, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng với nhau mà. Xin bác hãy thương cháu và anh Tiến Đạt. Nếu thực sự tụi cháu phải xa nhau thì cả hai sẽ không sống nổi đâu à. Nếu bác không thương tụi cháu thì bác hãy thương đứa con trong bụng cháu. Cô im đi. Cái thứ thập cẩm ô hợp như cô đúng là không biết điều. Cứ cho rằng đứa bé trong bụng cô là con của thằng Tiến Đạt đi chăng nữa thì sao? Không lẽ bất cứ đứa con gái nào ngủ với con tôi đều coi tụi đó là con dâu tôi hay sao? Hay thằng Tiến Đạt không bao giờ có thể có con được nữa, trừ đứa con trong bụng cô? Cô ngu dại, lẽ ra cô phải tự gánh chịu, nhưng tôi đã rộng rãi gánh thay cho cô rồi còn gì nữa. 2 tỷ đồng chưa phải ít đâu nha cô. Cô tính coi, cả đời cô làm cô có dư được 2 tỷ hay không? Cô tính toán quá, hay cô dòm ngó vào cái gia tài kết xù của tôi? Tôi nói cho cô biết, dù là giấc mơ cũng có nhiều điều mình nên mơ, và có những giấc mơ mình không thể nào mơ được đâu cô. Trong lúc tôi còn nhẹ nhàng, cô chịu khó nghe lời tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô thiệt thòi đâu. Còn nếu không á, thì cái thai quan trong bụng cô không tự giải quyết, tôi sẽ tự có cách giải quyết giùm cô. Tôi là người nói là làm, tôi không hù dọa cô đâu. Bác à, sao bác lại có thể? Cô im đi. Quỳnh, em có sao cô không? Cô bỏ liền cái thói cam chịu dở dở ương ương của cô đi. Tôi ngứa mắt rồi đó. Bây giờ tôi không cho cô thời gian suy nghĩ nữa đâu. Quyết định nhanh lên. Một là nhận tiền và giải quyết hậu quả của mình gây ra. Hai là tôi sẽ giúp cô giải quyết hậu quả đó ngay bây giờ. Và tại đây. Bác thôi đi. Bác cũng là một người mẹ mà sao bác có thể đối xử với một người sắp làm mẹ như vậy được hả? Bác không thấy có lỗi với đứa bé trong bụng Ngọc Quỳnh sao? Xem ra bây giờ vở kịch mới bắt đầu. Hay hơn đây. Con nhỏ kia, mày đúng là một đứa không biết điều gì hết. Sau cuộc nói chuyện lần trước với bác, con đã cố gắng không nghĩ xấu về bác và tôn trọng bác. Nhưng những gì bác làm hôm nay, những lời nói của bác khiến con không thể cố gắng hơn được nữa. Sao bác có thể gây tổn thương nặng nề cho người khác như vậy được? Ngọc Quỳnh đã làm gì sai chứ? Đã mang trọng tội gì chứ? Ai bắt mày phải kính trọng tao? Tao không hề ép mày chuyện đó. Còn ông bạn quý quá của mày, mày thử hỏi coi nó đã làm gì. Con người như nó, bộ không có gì xấu. Nó không có gì xấu sao tao đối xử vậy được? Nghe mày nói tao mắc cười sao á. Nó đã ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, có thai quan lại đổ thừa cho thằng con tao chứ. Tao không phải cất công tới đây để đấu tranh cho hòa bình nhân loại đâu. Trọng tội của bạn mày nằm chỗ đó đó. Nếu bác là người không phân biệt được trắng đen và phải trái thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà cho dù có là ăn nằm với đàn ông, có giữ quan đi chăng nữa, thì việc đó không phải là việc bác phải quan tâm. Đề nghị bác ra khỏi chỗ này ngay, nếu không con sẽ báo công an đó. Đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã mà. Có bộ mày, mày giỏi hơn con bạn mày đó. Tại vì tụi mày đại diện cho từng lớp dân quê mùa, chuyên dụ dỗ mấy thằng công tử con nhà giàu giống như con tao, đúng không? Tụi bay đúng là cá mẹ một lứa. Hèn chi tụi bay thân nhau tới vậy. Vậy mày đã dụ dỗ được con nhà giàu nào chưa? Chừng nào mày sẽ xài tới cái chiêu có thai rồi cột chân nó, giống như con bạn mày đang cột vậy đó? Hay là mày từng xài cái chiêu này qua rồi nên mẹ mới truyền kinh nghiệm cho con bạn của mày? Mẹ, mẹ đã đi quá xa rồi đó, mẹ dừng lại đi. Được rồi, hôm nay có đầy đủ các nhân vật thì hà màn luôn đi.
Còn mày, mày hãy đem thân mày ra, mày bảo vệ hai con quỷ cái này nè. Tại vì ngay bây giờ, chính tay mẹ mày, chứ không ai khác, mẹ mày sẽ chính tay xử hai đứa nó liền một lúc, không cần ai khác. Mẹ hãy giết chết con đi, chỉ cần con chết đi sẽ không còn ai ngăn cản mẹ nữa. Lúc đó mẹ muốn làm chuyện gì xấu xa cũng được. Mất dạy, mày cũng chết lắm hả? Tuy ta không thể trực tiếp giết chết mày, nhưng ta không muốn để sống một thằng con bất hiếu như mày tồn tại trên cõi đời này nữa. Mẹ mau đi về đi, ở đây không ai quan tâm mẹ đâu. Bộ tao thèm ở cái chỗ dơ bẩn này lắm hay sao? Hôm nay tao coi như hai đứa mày may mắn đó. Ngày mai, ngày mốt, tụi bay không thể tiếp tục may mắn hoài như vậy đâu. Cũng chẳng biết nói gì khác ngoài lời xin lỗi với em. Anh ơi, gì đấy chứ? Tiêu chí cho bộ sưu tập Thu Đông đã đưa cho mọi người cách đây 10 ngày rồi, mà bản vẽ như vậy là sao hả? Cô Kim Yến. Dạ. Cô nhìn đi. Dạ. Đây là bản vẽ của cô đó hả? Hả? Đây là bản vẽ hay sao? Không phải của em. Không phải của em mà. Cái này tôi vẽ chơi. Cái này cô gọi đây là cái bản thiết kế sao? Cái mẫu thiết kế sao? Tôi không hiểu bằng cách nào mà cô lấy được cái bằng đại học mỹ thuật như vậy. Cô sai sót gì hay là cô mua bằng? Chuyện anh lấy được vợ á, theo tôi nghĩ cũng có sai sót gì đó. Chứ nếu không, người như anh á, ai mà dám lấy. Cô nữa, cô im lặng đi. Hay làm việc im lặng và một cách nghiêm túc được không? Hả? Trong lúc tôi đang phê bình nhân viên của tôi mà cô tỏ thái độ bỡn cợt như vậy là sao? Phê bình nhân viên á thì có thiếu gì cách. Tôi thấy ghét cái kiểu hành xử của anh đối với Kim Yến như vậy. Tôi cũng không có rảnh, tôi cũng chẳng có bỡn cợt gì cả. Anh nhất định á phải phê bình cấp dưới một cách ác ý như vậy sao? Nè, cô á, bây giờ tôi là trưởng phòng hay là cô là trưởng phòng? Nhận xét mẫu thiết kế của Kim Yến là tôi. Có sao thì nói vậy, tôi ác ý với Kim Yến sao? Nếu như không tin tưởng vào nhận xét chủ quan của tôi thì đưa ra trưng cầu ý kiến của mọi người đi, cùng nhau nhận xét. Vậy hài lòng cô chưa? Hài lòng cái gì? Nếu bây giờ họp lại á, hội đồng đánh giá đi. Trong khi đó ai cũng biết nhận xét của anh rồi. Anh đã nói nó dở thì còn tôi hay ai dám nói hay? Riết rồi trong cái phòng này á, chẳng còn được nghe một lời thỏa đáng nào hết. Chị Phấn sao vậy? Bước quá, trưởng phòng chỉ đưa ra nhận xét thôi mà, ai mà chẳng có lúc bị chê rồi được khen. Chị đừng có vậy nữa, nếu không á là làm mất hòa khí ở trong phòng. Anh, em xin lỗi anh. Tại gần đây gia đình em có chút chuyện nên em không tập trung vô công việc được. Em hứa sẽ rút kinh nghiệm, em hứa sẽ làm việc nghiêm túc. Một lần nữa em xin lỗi trưởng phòng. Em xin lỗi mọi người. Chị Phấn thấy chưa, ngay cả Kim Yến á cũng chẳng quan tâm tới chuyện này nữa. Cô ấy cũng đã nhận lỗi và rút kinh nghiệm rồi. Chị cứ vậy hoài á là mất đoàn kết nội bộ đó. Phải rồi, coi như tôi đã làm bao nhiêu chuyện bao đồng đi. Bản chất của tôi á vốn là gây rối và phá hoại mà. Tốt nhất là tôi đi ra ngoài để giữ cho nội bộ đoàn kết và giữ hòa khí vậy.
Làm việc đi. Thôi làm việc đi. Trời ơi, ổng la rồi đó. Ủa có gì lạ lắm sao nhìn như vậy? Trưởng phòng, em xin lỗi trưởng phòng. Tập trung mà làm việc đàng hoàng đi. Sẵn tôi nói cho cô và mọi người trong phòng này biết luôn, những người mà không có mẫu thiết kế được chọn vào cái cuộc triển lãm thời trang toàn quốc lần này thì phải tập trung vào cái bộ sưu tập thu đông đi. Đừng có gây ra bất cứ lỗi lầm gì nữa hết. Dù chỉ là một lỗi nhỏ chút xíu thôi, nhưng chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ bị thôi việc đó. Đặc biệt là cô đó, cô Yến à. Dạ em biết ạ. Em xin lỗi trưởng phòng. Anh tưởng tôi tha thiết lắm với vị trí nhân viên thiết kế dưới quyền một kẻ độc tài như anh sao? Lẽ ra em không muốn nói chuyện đó với anh đâu, nhưng những gì xảy ra hồi nãy khiến em cảm thấy rất lo sợ. Chúng ta không thể xem nhẹ những lời đe dọa của mẹ anh được. Từ nay có lẽ anh không thể nào rời Cục Quỳnh nửa bước. Chỗ này cũng đã bị mẹ anh cho người theo dõi rồi. Mẹ anh có thể tới đây và làm Ngọc Quỳnh khốn đốn bất cứ lúc nào. Hiền Mai nè, mai mốt á, anh có việc ra ngoài, chắc phải chờ em đi làm về, giao Ngọc Quỳnh cho em rồi anh mới dám đi quá. Tạm thời á thì cách đó là ổn, nhưng mà giờ lâu dài á thì không ổn đâu anh. Mình phải tìm cách nào đó để triệt tiêu mọi lo lắng kìa. Lúc đó chúng ta mới có thể yên tâm làm việc nữa. Thì anh cũng đã nghĩ ra một cách rồi, nhưng mà Ngọc Quỳnh còn phân vân. Chờ khi nào mà Ngọc Quỳnh thông qua thì anh sẽ báo cho em biết. À Hiền Mai, chuyện hôm trước á, với lại cả chuyện ngày hôm nay nữa, anh muốn thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Em có cảm thấy mệt mỏi khi gặp những chuyện như vậy không? Anh á lại khách sáo nữa rồi. Bây giờ điều chúng ta lo lắng á là về sau này Ngọc Quỳnh phải đối mặt với chuyện này như thế nào kìa. Liệu nó có đủ nghị lực để vượt qua hay không? Còn phần em á thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh để cùng anh á lo lắng và giúp đỡ cho Ngọc Quỳnh. À, hôm nay em làm tốt lắm. Những lời mà Hiền Mai nói với mẹ anh thật không giống như những gì mà anh nghĩ em từ trước tới giờ. Em rất có bản lĩnh. Có khi nào sau ngày hôm nay á mẹ anh chuyển sự tức giận qua em chứ không còn Ngọc Quỳnh nữa không? Hôm nay á chính em cũng không nhận ra mình nữa, cứ như là một người khác á, không phải là mình nữa. Bây giờ nghĩ lại những điều hồi nãy á, em còn thấy run nữa. À, tới giờ em phải đi làm ở quán cà phê rồi. Nồi cháo em để trên bếp á, tí anh múc cho Ngọc Quỳnh ăn nha. Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều. Em đi nha. Em đi cẩn thận nha. Dạ. Nếu trưởng phòng á tỏ thái độ khó chịu như vậy thì con á đừng có chủ quan quá nghe chưa. Chí ít á cũng phải giữ được vị trí là nhân viên thiết kế thì mới dễ dàng trong chuyện khác với bà chủ tập đoàn được. Không thể để cho bà ấy biết con bị đuổi việc vì kém năng lực nghe chưa. Mẹ nói đúng đó. Con đường chinh phục con trai của bà ta không khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ là một chặng đường dài. Việc cứu giúp anh ta và là nhân viên thiết kế mẫn cán của tập đoàn sẽ là hai lá bùa hộ mệnh của con mà. Con sẽ cố gắng giữ thật kỹ hai lá bùa này, mẹ đừng có lo. Mẹ nhớ trước kia con từng mơ ước làm trưởng phòng thiết kế của tập đoàn thời trang đó.
Bây giờ vì lý do gì mà mơ ước này lại nhanh chóng thay đổi vậy con? Chỉ là một vài thay đổi trong cách nghĩ thôi mà mẹ. Con hả, chợt nhận ra rằng trưởng phòng thiết kế sẽ bị thay đổi bất cứ lúc nào. Dù mình có tài giỏi đến cỡ nào đi nữa thì cũng không phải là không gặp nhiều rủi ro. Nhưng mà chủ nhân của tập đoàn thì mãi mãi không thay đổi nha. Mình sẽ phải nhường lại cho con cháu khi trở nên già yếu thôi. Thế còn trở thành một người đầy tham vọng giống hệt mẹ ngày xưa. Lẽ ra mẹ cảm thấy vui mới đúng chứ. Nhưng mà không hiểu sao mẹ cứ thấy có gì đó bất an con à. Kìa mẹ, mẹ cứ an tâm đi. Con gái của mẹ có đủ sắc sảo và thông minh để chơi mấy cái trò như vậy mà. Chỉ cần tới lúc mà con thấy bất ổn hay là quá nguy hiểm thì con sẽ bấm nút cancel để dừng cuộc chơi. Con chắc không? Con chắc là khi nào muốn kết thúc trò chơi thì con có thể dừng lại được không? Con có tự tin sẽ làm được điều gì đó không? Em có điện thoại. Alo. Ăn bữa cơm mà cũng không để người ta ăn cho yên nữa. Tại vì á, chức vụ của Mợ Tuyền lớn mà mẹ. Chủ tịch tập đoàn chết đâu, biết bao nhiêu người còn hỏi ý kiến xin xỏ mợ á. Con để ý nha, hai ngày lên đây á, con thấy mợ ít nhất nói chuyện 2 tiếng đồng hồ một ngày á. Mà đó chỉ là nói chuyện ở nhà thôi nha. Còn lúc mà ở tập đoàn á, con không có biết đâu, không biết là thêm mấy tiếng nữa. Mà hả, lúc mợ vô phòng ngủ á, con đâu có kiểm soát được mợ nói chuyện điện thoại với ai đâu, con không nghe lén được. Nói vậy đó hả? Thử để mợ nghe được coi sao. Dám kiểm soát mợ nữa hả? Con đúng là hết thuốc chữa rồi đó. Con nói lộn chứ bộ. Ý của con á là mợ là người hết sức bận rộn, cho nên lúc nào cũng có điện thoại tới tấp. Chứ mẹ thấy không, vô danh tiểu tốt như Ni nè, cả ngày đã qua điện thoại cho đi đâu. Gì vậy? Tự nhiên đáo qua em à. Cái chị Lùng này lợi hại thiệt. Nhưng mà chị có nói quá không vậy? Ít ra trong ngày á, em cũng nhận được vài cú điện thoại hoặc là vài tin nhắn chứ bộ. Thôi đi, em vừa vô danh tiểu tốt, vừa khó ưa khó chịu nữa. Một ngày mà có ai gọi cho em á, chẳng qua là lộn số thôi. Còn không á, chị buồn buồn chị mới gọi cho em thôi, chứ không có ai gọi đâu. Tin nhắn á thì toàn quảng cáo thôi mày đặt. Vừa phải thôi chứ. Sao con lại nói em con vậy? Em con sau này sẽ là người kế thừa tập đoàn đó. Sao lại vô danh tiểu tốt được? Mẹ thiệt là, Ni nó không thích rồi mẹ cứ nói chuyện này hoài à. Không thích cũng phải nghe. Thừa kế không chỉ là việc vì bản thân mà còn là bổn phận với gia đình. Nó không làm được đã có lỗi rồi. Bây giờ vì nó không thích mà mẹ không được nhắc đến hay sao? Ni à, dạ. Con cầm đũa lên ăn tiếp đi. Đừng có mỗi lần nghe ai nói về chuyện tiếp quản tập đoàn lại có thái độ như vậy. Sẽ thiệt thòi cho con thôi. Vì từ nay trở đi chắc sẽ có nhiều người nói dài dài nữa đó. Dạ, cô hai nói đúng. Chắc từ nay trở đi con sẽ không tỏ thái độ giống vậy nữa. Nhưng mà chỉ cần bất cứ ai nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần thì con sẽ từ chối bấy nhiêu lần. Nếu như mọi người đã cố tình không hiểu ý con đã trình bày thì chắc đôi bên sẽ còn vất vả một chút vì chuyện này. Với lại ý định của con đã quyết rồi, mọi người đừng nhắc tới nữa. Con hãy cứ ăn cơm tiếp đi. Mẹ, sao phải nhất định vậy mới được vậy? Đợi chị với nơi. Chị à, có lẽ chúng ta đã sai ở đâu đó, phải nghĩ cách khác thôi. Vẫn xin là chính mình, bằng tình yêu nồng thắm chấp nhận bẽ bàng, bằng tình yêu thiết tha vượt qua khó khăn, vượt qua bóng tối. Tình vẫn đong đầy dù còn đó hao mòn, dù còn đó bao lần đau.
chiếu ánh dạng ngời dìu đưa ta đến niềm vui, tình xóa tan u mờ, tình đây